Bill Cut. Cúc đi. Hey, sáng rồi dậy thôi. Một đêm thật là ngon giấc. Mày thấy đêm qua thế nào chó? Không có zombie thật là ngon giấc đúng không? Bây giờ ta sẽ thả mày ra để cho mày đi ỉa nha. Để mày ỉa trong nhà tao. Đó. Rồi, một buổi sáng thật là trong lành. Không khí trên đảo này thật là thoải mái luôn. Nhìn cái con zombie ở đằng kia kìa. Đó, ơi, cái gì vậy? Đây là một tảng băng trôi kìa mọi người ơi. Tảng băng trôi nó đã gia vào hòn đảo của mình. Ồ, có một con gấu bắc cực. Nó bước bước cả ông giặc. À, đó, đúng rồi. Ôi, nhìn bự quá, ghê quá trời. Ôi, đây là cái tảng băng trôi từ bắc cực, nam cực hay là nắng cực gì đó. Nó trôi qua đây nè các bạn ơi. Ồ, nó đã tấp vào cái hòn đảo của mình. Và con gấu nó đã xuống hòn đảo này. Chó, coi chừng người tiếc nó cạp trứng cút mày nha chó. Ôi, đây, người tiếc nè. Để mình qua cho mọi người coi. Người tiếc. Ôi, xin chào. Ê, xin chào. Ê, rồi, chết luôn rồi. Ôi, tôi không cố ý nha. Tại bạn ngu quần té chết khiến chịu nha. Tôi chỉ mới chào bạn thôi mà. Làm gì gắt quá vậy? Trời đất mẹ ơi, mình vừa gây án trên hòn đảo này. Một người tuyết đã chết. Và mình sôi xuống biển. Ở bên kia cái ông vẫn cù kìa. Đó, cái băng này nó trôi từ mấy cái khu bên này qua cái gì nè. Đã gia vào cái hòn đảo của mình. Và bây giờ mình đã có nước đá ăn miễn phí, khỏi cần tủ lạnh. À, thật sự thì cuộc đời thầy lần đầu tiên thấy con gấu bắc cực nó bự như vậy luôn nè mấy em. Không biết nó ăn gì để mình cho nó ăn ta. Chắc nó ăn thịt á. Đó, trời ơi, bự quá trời luôn nè mấy em, nhìn thử đi. Ôi, nhưng mà nó dễ thương đúng không? Nó trắng tươi luôn. Nhưng mà nó qua đây vài hôm là nó sẽ đen thui rồi. Ở đây nó nắng lắm chứ không phải như bắc cực của nó mà mát mẻ quanh năm đâu. Đó, nó trốn như cái bóng cây rồi kìa. Bây giờ thầy sẽ làm một chiếc thuyền để đi sang một cái hòn đảo khác, đốn cây về trồng lên hòn đảo của mình. Chứ hòn đảo của mình ít cây quá, nắng cực quá mấy em ơi. Trời ơi, nắng lắm luôn á, chịu không nổi luôn á. Rồi bây giờ thầy sẽ để chiếc thuyền ở đây, thầy với con chó sẽ đi qua bên cái hòn đảo phía trước kia để đốn cây về. Đó, không biết con chó nó có biết đường leo lên không nữa. Nó không có ở đây, nó đâu rồi? Nó đâu tiêu rồi ta? Rồi, ngồi đàng hoàng nha, lọt xuống dưới đó chết ngắt luôn đó. Đây, đây nè, đây là chiếc xe nó bị trôi dạt trên cái hòn đảo này nha. Nó bị mắc kẹt lại ở trên chỗ này. Ghê thiệt, đẹp thiệt. Nhưng mà thầy đâu cần xe đâu, trong này chỉ có thuyền mới đi được thôi, chứ xe đâu chạy đâu được. Thầy sẽ qua bên cái hòn đảo này để lấy thêm gỗ mới được. Thì hòn đảo của mình ít gỗ, ít cây quá, không có xây được gì hết. Chúng ta phải lén phén sang cái hòn đảo này của mấy thằng thổ dân trứng cút để ăn cắp cây của tụi nó. Đó, lên bờ thôi. Con cá heo nó đang ở dưới đó, nó giỡn dưới đó kìa. Chúng ta sẽ lấy mấy cây bông trước. Lấy mấy cây bông này về trồng cho nó đẹp. Đó, đâu rồi, đen cây nữa là chúng ta đã được 3 cây bông rồi. Bây giờ thầy sẽ đốn cái cây này. Đó, các em thấy chưa, thầy đã đốn gần xong rồi. Nhưng mà thầy đi đốn gỗ mà thầy xách đít không à, thầy quên đem cái búa. Nhưng mà không sao, thầy đốn bằng tay được. Từ từ thì nó cháo nó cũng nhừ. Đó, để coi cái khu bên này nó có gì đặc sắc không nha. Thầy sẽ lấy mấy cục đất bên này để về bển trồng rau. Đó, các em có thể thấy phía xa xa là có những ngọn núi, những cái cây khác không? Nhưng mà ở đây nó khắc nghiệt lắm, nắng lắm. Mấy em nhìn cái màu đất là mấy em biết là cái độ nắng của nó như thế nào rồi. Thầy sẽ đốn thêm cây này nữa nha. Để thầy lấy mấy cái cây con á, thầy về bên cái hòn đảo của mình thầy trồng. Nè, cục cuối cùng xong rồi. Đó, đây rồi, thứ thầy cần đây rồi. Đó, đây thầy sẽ lấy ra cho mấy em xem. Đó, đây là cái cây mà chúng ta sẽ cần để đem về hòn đảo của mình trồng cho nó bớt nắng. Ơi, chết rồi, lấy lại. Đó, rồi bây giờ chúng ta đợi thêm xíu nữa coi nó có rụng thêm cái cây nào không để đem về bển luôn nha. Rồi, thầy đợi ở đây gần 8 tháng rồi nhưng mà không có cái cây nào nó gớt xuống. Thôi chúng ta đi về thôi nào. Con chó thầy nó nắng quá, nó chịu không nổi, nó rên ư ử dưới này nè. Đi về thôi cậu vàng ơi. Ủa lộn, cậu trắng ơi. Cậu trắng ăn này không? Không ăn hả? Không ăn thì thôi nha, lên xuồng về thôi. Tính ra là cái hòn đảo của mình chỉ có 4 cái cây thôi mà thầy đã đốn đi một cái cây rồi. Giờ còn có 3 cái cây. Ơi, mình làm cái gì vậy? Con cá heo khi là con chó mình rơi xuống nước vậy trời. Ủa chắc là cái heo chứ không phải con chó mình đâu. Chó mình nó ngồi rất là bình tĩnh, nó không sợ gì hết trơn á. Rồi xuống thôi chơi. Xuống. Xuống.
cá heo nó ghẻ cu mày giờ nè. À, đây đây. Đó, giờ thầy sẽ kiếm cái chỗ nào đó để trồng cái cây này mới được. Bên này chưa có cây nè, chúng ta sẽ trồng cái cây ở đây đi. Đó, trồng cái cây ở đây cho nó mọc lên nó mát mẻ xíu coi nào. Nắng cực quá. Đó, bây giờ thầy sẽ dẹp một số đồ và đổi một số đồ, thầy sẽ đổi gỗ ra. Đổi được bao nhiêu đây? Ờ, 64 và 16. Rồi, này được gì không ta? Này kim cương gì đây? Này thầy đâu cần mấy cái này đâu. À, chúng ta cần một cái cần câu. Đúng rồi, cần một cái cần câu. Lấy cái cần câu phát. Tính nhà con chó ngáo đá của thầy nó chưa chịu xuống luôn nè mấy em. Nhìn nè, trời đất mẹ ơi, ham chơi dữ gì ba. Thôi đi xuống đi, chừng nào thầy có đi thầy cho mày đi theo. Làm gì mình đi xuống đây chi vậy? Đi, đi lên. Đi lên bờ nè. Nhanh, lên đây. Đừng có leo lên xuồng nữa nha không. Đi, lên bờ thôi. Đi. Lên đây. Trời đất mẹ lại leo lên thuyền nữa. Tao cho mày đi về châu Phi luôn bây giờ nha. Xuống đây, nhanh. Thấy ngu chưa? Ngu chưa? Nè, lên đây ăn nè. Lên đây. Cho mày cái pizza cuối cùng luôn. Tao đói bụng quá chó ơi. Hay là mình về nhà mình ngủ đi chó ơi. Ê, một ngày làm việc vất vả của thầy. Vô đây. Mà xuống. Shit. Mà xuống. Rồi, ok. Thầy sẽ làm cửa sổ cho nó trở nên an toàn hơn xíu. Lỡ mai mốt có ma xương trắng nó xuất hiện, nó bắn xuyên qua cửa sổ, thầy đang ngủ trúng chân cút rồi chết luôn á. Chết mà không biết lý do tại sao mình chết luôn á. Đó, được 4 cái cửa sổ rồi. Ok. Rồi, giờ thầy sẽ lắp cửa sổ vô đây nha. Đợi thầy xíu, thầy lắp vô rồi đi ngủ. Đó. Trời, bất hợp lý vãi chưởng. Tự nhiên cái cục này nó nhô ra làm chi vậy trời. Không được rồi. Đó, sai rồi. Đi kiếm một cái cục khác để lắp vô cái lỗ đó mới được. Tại bữa con chó nó ngồi đó nên mình phải né nó ra để trúng nó. Trời ơi, bây giờ mình lắp lại thôi. Lắp lại. Để gắn cửa sổ vô. Đó. Rồi, ok chưa? Đẹp chưa? Giống ở tù quá, ngủ. Ngủ thôi, chúc ngủ ngon. Ê, tối hôm qua mình ngủ mình quên đóng cửa luôn kìa chó. Nhưng mà hôm sau mày ngồi đây rồi tao cũng đỡ sợ. Đó, bây giờ mày ở nhà nha, tao đi câu cá đây, tao đói bụng lắm rồi. Tao đói bụng 4 năm nay rồi. Đó, ôi Ripper kìa. Ripper hả? Ripper ơi, ơi chết lôi nó lại gần mình hơn rồi. Ê Ripper. Đến, oh shit. Chuyện gì đi xảy ra đây? Rồi xong cái vườn rau của mình rồi mọi người ơi. Trời đất mẹ ơi, lủng một lỗ luôn rồi. Bánh xác cái vườn rau trời ơi, chết cái cây rồi. Trời ơi, trên đảo mình có mấy... Được, thêm hai cái cây giống kìa mọi người. Thế nhưng mà mất tiêu cái cây bự không được. Chết cái cây bự là nắng lắm luôn á. Trời ơi, không được rồi, con Ripper khốn nạn. Giờ lấy cái này lên sao đây? Kẹt dưới này luôn rồi. Ây. Rồi, được rồi. Trời đất mẹ, mới sáng ngày thức dậy là gặp Ripper không thích rồi đó nha. Banh luôn cái vườn rau của mình rồi. Đắp nước lại. Bây giờ cái cây này nó bị nhổng lên trời luôn rồi nè mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ phục hồi cái cây này lại. Đó. Gắn đất lên mới được. Để cho nó sống. Mai mốt chứ cái cây này nó mọc giống như là mọc trên trời quá vậy. Đó, gắn đất vô. Qua đây. Đó, gắn đây vô. Rồi ok rồi đó. Đến bây giờ mình vẫn chưa thể tin nổi là sáng sớm mình đã may mắn như vậy rồi. Rập ngay đúng ông nội Ripper luôn. Heo mình nhịn gì heo? Ăn đất không? Đói bụng hả? Để tao kiếm gì cho mày ăn nha. Cà rốt của mày đâu rồi? Đây, cà rốt của mày đây. Cà rốt nhìn giống viên kẹo á ha. Đó. Thầy coi lấy lúa ra cho bò ăn luôn. Heo đâu rồi? Chạy đâu mất rồi? Ôi, con heo. Bây giờ mình sẽ làm lại cái khu này mọi người ơi. Xui thôi, biết sao giờ. Bây giờ mình sẽ trồng lúa lên nha. Trồng lúa lên. Đó, hai cái bên này trồng lúa luôn. Đó, ok chưa? Hợp lý chưa? 44-45 cục đất rồi. Trời ơi, cái cây mình nó bị quéo lại luôn. Bây giờ mình sẽ đi trồng hai cái cây mà Ripper nó nổ văng ra. Trồng đâu giờ ta? Trồng đây khi là trồng đây. Trồng đâu giờ cho nó đẹp. Trồng đây đi ha. Đây một cái nữa. Rồi, ok. Cho nó phủ xanh khắp hòn đảo của mình. Ở đây bò. Ăn nè. Rồi, còn con nữa đâu? Ủa con kia đâu? Ăn nè. Ui, bự rồi. Hùng nhau đi. Gà em bé rồi. Bây giờ tao sẽ mần thịt một con. Là vì thầy bây giờ thầy rất là đói rồi. Thầy mần thịt mày, thầy đã được 3 con bò. Ồ, xong. Thầy đã mần thịt được mày thành công rồi.
Đó, nè ăn đi. Ăn giọng gì ăn đi rồi nện nhau tiếp ra mấy con bò khác nha. Qua đây. Ủa sao ăn được kỳ vậy? Hết khả năng sinh sản rồi hả? Thì, ôi, mà xương trắng kìa. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục nâng rộng cái giường của thầy lên nha mọi người. Ôi, chết rồi, xong rồi. Anh một hạt giống rồi. Đó, bây giờ thầy sẽ nâng cấp cái giường của thầy rộng ra hơn nữa. Tại vì bây giờ mình đang có rất là nhiều đất trong tay. Đó, đắp ra. Mình sẽ trồng cà rốt. Chứ lúa thì mình cũng đã nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ trồng cà rốt, chăm sóc cho heo. Thì heo nhiều thịt hơn bò. Rồi, trồng cà rốt thôi nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trời gần tối rồi. Trời gần tối rồi mọi người ơi, về nhà thôi. Trời ơi, con heo kìa. Con heo nó thấy cà rốt nó bất chấp đi trên rau củ của thầy luôn kìa. Con heo này, nè, cho ăn nè. Rồi, cút đi. Con heo ngốc nghếch. Hư cái đó tao cho mày nhịn luôn á. Rồi, xong. Tao nói rồi mà, đừng có đi trên đó. Con heo này. Ê, sao chỗ này sâu quá vậy? Rồi, xong. Một ngày làm việc của thầy. Ôi, cái cây này mấy em nhìn nó mọc nè. Thôi cái cây này mới nhìn mọc kỳ vậy. Nhưng mà không sao, càng cao càng tốt, càng có nhiều bóng mát. Đó, hợp lý chưa? Cái cây này là mang từ bên đảo về nè. Rồi bò bây giờ được 4 con rồi. Heo còn có 1 con, nhờ mấy con cướp biển nó đã bắt đi 3 con của mình. Mấy con cướp biển khốn nạn. Ăn đi nè, ăn đi. Nè, tiếp tục ăn đi. Không ăn nữa thôi nha, tao đi vô là không có đòi ăn đâu nha. Tối rồi tao cũng rất là đói bụng. Chó tao cũng đói bụng nữa. Ra. Hey, tao về nhà với bé chó của tao thôi. Hey, xin chào chó. Và một ngày làm việc của thầy đã kết thúc rồi. Nhìn xem, chúng ta bây giờ đã có rất là nhiều thứ. Chúng ta được khuyến mãi luôn một con gấu. Ăn cá không? Ăn cá không? Nè, ăn cá không? Ăn hả? Ăn đi. Rồi. Thầy ngủ nha, chó cũng ngủ ngoan nha. Tạm biệt tất cả mọi người.